Đây là một cái ly giữ nhiệt mình mới vừa mua, và cái ly này nó cũng khá là hot, mình thấy bán ở trên Facebook cũng như là những cái trang thương mại điện tử rất là nhiều. Đây là cái ly nè, cái ly ice americano gì nè, đó đây là cái ly, nó là một cái ly làm bằng inox nha, và nó sẽ giữ nhiệt. Ở phần cái đít này mình lựa thì nó hơi bị không phải, không phải là nó bị móp nha, mà nó dán một cái gì đó ở dưới đây nè, có một cái tem nó dán ở dưới đây. Và đây là cái phần ly đó nè, nó chỉ là một cái ly thôi chứ nó không phải là một cái bình dưỡng nhiệt nha. Và cái ly này là của Trung Quốc thì nhiều người nói là xài ly Trung Quốc hoặc là bình dưỡng nhiệt của Trung Quốc thì có khả năng gây ung thư, do làm cái bình dưỡng nhiệt á hoặc là cái ly dưỡng nhiệt thì nó sẽ có hai lớp, một lớp ngoài với lại một lớp trong, và nó được hàn và cách nhau bằng một cái lớp chân không. Cái lớp chân không ở chính giữa chính là cái lớp giữ nhiệt á, sẽ hạn chế được nhiệt nó thất thoát ra ngoài, nên là giữ nhiệt rất là lâu so với những cái ly bình thường. Thì để biết được là ở phía bên trong nó bọng hay là nó có lót một cái lớp mút hay là cái lớp amiăng gì á. Amiăng là một cái chất mà nó có thể gây ung thư, nó là một cái vật liệu xây dựng á, nó cũng có thể có khả năng gây ung thư, nó làm cho bụi phổi, xơ phổi và làm cho ung thư phổi. Thì để mà có thể mà ước chừng là trong cái ly này ở giữa cái khoảng không của nó có một cái nó có một cái khoảng không hoặc là nó có bị chìm cái gì hay không, thì mình sẽ lấy một cái gì đó mình gõ vào cái ly này đó. Thì khi mà gõ vào á, nếu như mà ở cái lớp chính giữa mà nó bị rỗng á thì các bạn sẽ nghe một cái tiếng vang, và khi mà mình gõ mình sẽ nghe một cái độ rung nhất định. Còn nếu như mà nó có một cái lớp ở phía chính giữa chứ tức là nó sẽ nhồi một cái lớp gì đó như là một cái lớp bọt xốp hoặc là mấy cái sợi mà amiăng ở chính giữa, thì khi mà mình gõ nó sẽ không có vang và cái tiếng nó sẽ rất là tù. Còn này mình gõ là nó vang nè đó, và khi mà mình gõ thì cái ngón tay của mình ở phía đằng sau nè nó sẽ có một cái độ rung đó, mình sẽ cảm nhận một cái độ rung, tức là cái ly này á là khá là an toàn để sử dụng, tức là nó không có bị chèn một cái lớp mút hoặc là một cái lớp xốp ở phía chính giữa, ở phía chính giữa nên là cũng khá là an toàn. Thì ở phía bên trong nè mình sẽ mở cái nắp ra, đây là cái phần nắp. Cái phần nắp này thì mình cũng không có thích cho lắm bởi vì nó làm bằng mica trong á, nó rất là dễ bị chày, mặc dù mình mới mua mình chưa sử dụng mà nó đã chày khá là nhiều rồi đó. Mình sẽ mở ra, với lại cái này nếu mà nó rớt nó sẽ rất là dễ vỡ nha. Cái nắp này á, thì nó cũng sẽ có một cái ron cao su này để giúp cho mình chống chèn đó. Cái ron cao su này nó sẽ mòn theo thời gian, khoảng mình sử dụng khoảng 1-2 năm gì đó thì cái lớp cao su này nó sẽ mòn dần dần và nó không có còn ôm khít vào trong cái ly này nữa. Đây là cái ly nè, ở phía bên trong ở phía bên trong này nó không có ghi là inox ba lẻ mấy gì á, nó không có thông tin ở phía bên trong nên là mình cũng không biết. Nhưng mà nhìn chung quay lại á thì cái ly này nó có một cái cấu tạo cũng như là vật liệu cũng khá là tốt. Khi mà mình gõ là mình lấy tay mình búng vào á, mình sẽ nghe một cái tiếng vang, thì tức là chính giữa thì nó sẽ có khả năng cao là nó bị bọng đó, nghe tiếng vang nè, nó không có bị lót gì ở phía bên trong hết á, tức là cái lớp chính giữa là một cái lớp chân không nên rất là dễ an toàn để mình sử dụng. Cái ly này thì mình có thể mình đựng cà phê nè, cà phê sữa đá, hoặc là mình đựng nước ngọt rồi mình bỏ đá vào, hoặc là mình uống nước mía, uống trà sữa, uống cái gì cũng được, sinh tố này kia, nó sẽ giữ nhiệt rất là lâu. Chỉ có cái phần nắp này là nó không giữ nhiệt thôi, phần lớn cái phần nhiệt nó sẽ bị mất đi ở cái ly này, đó là cái phần nắp này. Cái phần nắp này thì mình sẽ có, khi mà mình mua ly nó sẽ tặng cho mình một cái ống hút. Cái ống hút này là ống hút bằng kim loại luôn nha, kim loại bằng inox. Nhưng mà khi mà mình uống á thì mình phải rờ mấy cái phần kim loại này trước, xem là có nhiều cái ống hút nó bị lỗi á, cái phần này nó sẽ rất là bén, khi mà mình hút á nó sẽ chém và nó gây bị thương cái lưỡi hoặc là cái môi của mình đó. Nó sẽ cho mình một cái ống hút như vậy, mình sẽ bỏ nước vào ở phía bên trong, bỏ đá vào, mình đóng lại. Thì khi mà mình nghiêng như vậy á thì nó cũng không có đổ, nó không có đổ ngoài mấy cái khe do là nó có cái ron cao su á nó bám vào. Nhưng mà còn ở phần này á thì nó có rỉ ra hay không, rỉ nhiều hay ít gì mình không biết. Nếu như mà mình không muốn ống hút á thì mình có thể mở nắp này ra, mình uống trực tiếp ở đây, cái lỗ này nó sẽ chảy nước ra. Nếu như mà mình cắm ống hút thì mình sẽ mở cái này ra, cái này cũng là ron cao su luôn.
đó mình sẽ cắm ống hút vào. Đó, rất là tiện lợi. Đó, mình sẽ uống như vậy. Mình sẽ hút nó. Khi mà mình uống xong thì mình sẽ rửa, mình sẽ vệ sinh cái ống hút này và mình sẽ vệ sinh cái ly. Cái ly này thì nó cũng rất là dễ rửa thôi. Do là ở phía bên trong nó hơi, nó cũng bự, mình có thể thọc tay vào ở phía bên trong mình rửa. Mình rửa cũng được. Nhưng mà tránh là mình sử dụng những cái cước á, nó sẽ làm chảy ở phía bên trong, làm mất thẩm mỹ thì cái ly của mình. Mình chỉ việc là mình rửa bằng một cái bông hoặc là một cái khăn á, mình rửa phía bên trong là được rồi. Cái ly này màu xám nè, cái tên của nó là Ice Americano Sugar Free. Cái này tên chỉ là tên cái ly này thôi. Còn về cái việc mà mình muốn đựng cái gì, mình đựng cà phê, mình đựng trà gì, trà sữa gì cũng được. Đó, mình đậy nắp lại rất là đẹp, cắm hút vào xong hoàn chỉnh một cái ly.